Năm 2017, giá trị xuất khẩu máy móc và thiết bị dành cho ngành da dày từ Ý sang Việt Nam đạt hơn 30 triệu euro, tương đương với khoảng 800 tỷ đồng. Đây là thông tin từ ông Paolo Lema, trưởng đại diện thương vụ Ý tại Việt Nam đưa ra tại triển lãm quốc tế da dày 2018. Năm 2017, kim ngạch xuất khẩu của ngành công nghiệp giày, đồ da và thuộc da của Ý đạt 440 triệu euro, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2016. Riêng tại thị trường Việt Nam, giá trị xuất khẩu máy móc và thiết bị dành cho ngành da dày từ Ý sang Việt Nam đạt hơn 30 triệu euro, tương đương với khoảng 800 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm 2017. Điều này cho thấy sản xuất da dày ở Việt Nam đang hướng đến công nghệ cao nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm để đạt mục tiêu tăng trưởng của ngành trong năm 2018. Bên cạnh đó, nhằm thắt chặt quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Ý trong triển lãm da giày quốc tế lần thứ 20 tại Việt Nam, Thương vụ Ý ITA đã phối hợp với Hiệp hội các nhà sản xuất máy, thiết bị và công nghệ dành cho giày, đồ da và thuộc da của Ý, Asomac, tổ chức gian hàng quốc gia Ý gồm 26 doanh nghiệp Ý. Tại triển lãm, các doanh nghiệp Ý trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp thiết bị đã trưng bày và giới thiệu nhiều sản phẩm đột phá và sáng tạo với công nghệ mới nhất. Từ đó, các doanh nghiệp Ý cũng bày tỏ sự quan tâm và mong muốn tìm kiếm nhiều cơ hội hợp tác mới tại Việt Nam. Triển lãm da dày quốc tế năm 2018 diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 7 tại Trung tâm Hội trợ Triển lãm Sài Gòn SECC.